Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đọc cuốn sách Ngắm nhìn từ xa, lời Trang Xen Hai, minh họa Anh Jay Sion, người dịch Ngọc Linh. Lần này chúng mình thử lại gần nhìn tranh của chú Monet nhé. Không hiểu là bức họa vẽ gì. Rốt cuộc là gì đây nhỉ? Wow, dài cực luôn. Mình thử đến đằng cuối tranh xem sao nhé. Thử đứng từ xa nhìn xem, cậu có nhận ra cái gì không? Ôi chà, ra rồi, tớ nhìn ra rồi. Là bầu trời phản chiếu xuống mặt ao đấy. Tớ đã nhận ra hoa súng nổi trên mặt nước nè. Rồi cả ánh sáng phản xạ xuống mặt nước nữa. Sao chú Monet lại vẽ một bức tranh như vậy nhỉ? Chú Monet muốn vẽ màu sắc của ánh sáng thay đổi theo từng thời khắc trong ngày. Nhưng màu sắc của ánh sáng lại thay đổi rất nhanh. Thế nên chú ấy cũng vẽ tranh rất nhanh đấy. Họa sĩ Quyệt Sơn lên cọ rồi đưa tay lướt nhanh thật nhanh trên tấm vải canvas. Vì thế đều đứng sát lại để ngắm. Ta chỉ có thể nhìn thấy vết cọ chứ không thể nhận ra đó là gì. Trong tranh của chú Monet luôn tràn ngập ánh sáng lấp lánh. Bỗng in người xuống mặt nước như lung linh sống động. Các bạn của chú Monet thường nói về chú ấy như thế này: cậu quả là người có đôi mắt nhìn ánh sáng vô cùng đặc biệt. Câu chuyện này